Chi phí sinh hoạt tại Grenada, quốc đảo xinh đẹp thuộc vùng Caribe. Chi phí sinh hoạt ở Grenada trung bình cho một gia đình 4 người là 1.670 đô la Mỹ, trong khi chi phí sinh hoạt ở Grenada trung bình cho một người là 601 đô la Mỹ, cả hai ước tính không bao gồm chi phí thuê. Nếu tính cả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt ở Grenada trung bình cho một gia đình 4 người là 2.574 đô la Mỹ, đối với một người, chi phí sinh hoạt ở Grenada trung bình là 1.126 đô la Mỹ. Mức lương trung bình cho một người ở Grenada là 27,73 đô la Mỹ, đây là giá trị trung bình trong phân phối tiền lương, điều này có nghĩa là khoảng 50% dân số kiếm được ít hơn 27,73 đô la Mỹ và 50% dân số kiếm được trên 27,73 đô la Mỹ. Nếu bạn đang kiếm được nhiều hơn mức lương trung bình, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang được trả lương cao. Nếu bạn không kiếm được nhiều hơn mức lương trung bình, mục tiêu của bạn là tăng thu nhập của mình lên ít nhất cao bằng mức lương trung bình. Bạn có thể làm bằng cách yêu cầu tăng lương, tìm kiếm một công việc được trả lương cao hơn. Một bữa ăn trong nhà hàng bình dân cho một người có giá 7,40 đô la Mỹ, trong khi một bữa ăn 3 món trong một nhà hàng tầm trung có giá 74 đô la Mỹ cho hai người. Tại McDonald's, bạn sẽ phải trả khoảng 7,4 đô la Mỹ cho một bữa ăn kết hợp và một đêm đi chơi. Bạn có thể mua một chai bia trong nước với giá 1,85 đô la Mỹ hoặc bia nhập khẩu với giá 2,59 đô la Mỹ. Một cân trái cây và rau quả dao động từ 2 đô la Mỹ đến 9,21 đô la Mỹ, điều này bao gồm táo, chuối, cam, cà chua, khoai tây và hành tây. Một chai rượu tầm trung, bia trong nước và bia nhập khẩu có giá lần lượt là 10,36 đô la Mỹ, 1,68 đô la Mỹ và 2,17 đô la Mỹ. Đồ vệ sinh cá nhân chẳng hạn như dầu gội đầu, 4 cuộn giấy vệ sinh và một tuýp kem đánh răng có giá 5,51 đô la Mỹ, 3,1 đô la Mỹ và 2,78 đô la Mỹ. Vé một chiều trên phương tiện công cộng có giá 1,11 đô la Mỹ, trong khi vé tháng có giá 63,44 đô la Mỹ, đi taxi bắt đầu từ 15,86 đô la Mỹ. Bạn cũng có thể mua một chiếc xe hoàn toàn mới chẳng hạn như Volkswagen Golf hoặc Toyota Corolla sedan với giá 24.051 đô la Mỹ hoặc 25.638,70 đô la Mỹ. Trong trường hợp này, 1 lít xăng là 1,44 đô la Mỹ, tuy nhiên, rất có thể bạn sẽ thấy rằng hệ thống giao thông công cộng đủ để đi khắp đất nước. Các tiện ích cơ bản chẳng hạn như điện, sưởi, làm mát nước và xử lý rác cho một căn hộ 85m² có giá 116,60 đô la Mỹ mỗi tháng. Mức chi phí sinh hoạt ở Grenada có thể dao động từ 85,10 đô la Mỹ đến 190,33 đô la Mỹ tùy thuộc vào mức tiêu thụ và các yếu tố liên quan khác. Một phút di động trả trước có giá 0,25 đô la Mỹ. Ngoài ra, một gói đăng ký internet có giá 62,78 đô la Mỹ. Thuê một căn hộ một phòng ngủ hoặc ba phòng ngủ ở trung tâm thành phố có giá tương ứng là 471,34 đô la Mỹ hoặc 1,144,49 đô la Mỹ mỗi tháng, tuy nhiên nó dao động trong khoảng từ 369,81 đô la Mỹ đến 2,220,13 đô la Mỹ. Sống bên ngoài trung tâm thành phố cung cấp nhiều sự lựa chọn phù hợp với túi tiền hơn. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ là 311,37 đô la Mỹ mỗi tháng với mức giá từ 203,51 đô la Mỹ đến 528,69 đô la Mỹ. Căn hộ 3 phòng ngủ có thể được thuê với giá 569,64 đô la Mỹ với mức giá từ 481,3 đô la Mỹ đến 925,5 đô la Mỹ. Để chi trả chi phí sinh hoạt ở Grenada cho một căn hộ ở trung tâm thành phố có giá 1.484 đô la Mỹ cho mỗi mét vuông, nó thấp hơn vài trăm đô la bên ngoài trung tâm thành phố có giá 989 đô la Mỹ cho mỗi mét vuông. Có 3 lý do để lựa chọn công ty tư vấn định cư uy tín Victory. 100% tỷ lệ đậu hồ sơ cho các chương trình định cư Canada. 100% không rủi ro khi tham gia chương trình định cư cùng Victory. 100% cam kết hoàn tiền khi tham gia định cư cùng Victory. Liên hệ ngay với chúng tôi, định cư uy tín Victory, hotline 0907 208879. Tìm hiểu thêm về các chương trình định cư các nước châu Âu tại website định cư các nước.com.